giấc mơ để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu, từng lời nói từng câu con còn hoang mang. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau mặt sau khâu để tha thứ cho nhau một lần. Hãy tha thứ cho nhau một lần.